Chào các bạn, mời các bạn trở lại với giải tennis Hồ Thành kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ để đón xem trận đấu bán kết 2 giữa đôi vận động viên Thắng Bò Kiến Tasco gặp đôi Út Vũng Tàu Thế Phúc đến từ Đà Nẵng. Vô luôn anh, vô chưa anh? Trận đấu bắt đầu. Mười lăm giao cho đôi Thắng Bò Kiến Tasco. Em không chịu lớp bóng chéo quá, lớp bóng chéo quá. 30 giao. Rất hay cái tình huống bóng, có thể nói bóng như là bóng chuyên nghiệp. 40 giao. Lớp chéo chút xíu rồi đẹp nha, bắt cho trắng lùi ra từ gõ được nha. Ok, cố chăm nè, đứng gần lên cho bắt ngáy chạy nè, cắm đầu chạy dân. Đây đi. Lỗi kép 40-30. Hơi có một chút vội vàng của Kiến Tasco. Như vậy là 40 đều. Đây là điểm bóng vàng. Giải tennis câu lạc bộ Hồ Thành kỷ niệm 10 năm thành lập thi đấu 40 bóng vàng. Như vậy là đôi Kiến Tasco đã để mất break đầu tiên. Đôi Út Vũng Tàu đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Rất tiếc cho đôi Kiến Tasco sau khi dẫn đến 40-0.
Hiệp đấu thứ hai, Út Vũng Tàu cầm ra bóng. Đây là trận bán kết 2. Trận bán kết thứ nhất, đôi Tùng Hải Phòng đã để thua đôi Rượu Vang và tuyển VT6. Như vậy là đôi tuyển VT6 đã vào trận chung kết và đang chờ một trong hai vận động viên, một trong hai đôi vận động viên đang thi đấu trận bán kết 2. Ngồi đây. Như vậy là nội dung 1:50 chỉ còn 2 trận đấu nữa thôi. Hiện tại có một tình huống tranh cãi về trọng tài và ban tổ chức đã bố trí thêm các trọng tài dây. Tỷ số trận đấu 1-0 và đang là 0-15. Của thắng bò không thành công. 15 đẹp. Chào Quang Huy, đây là trình 1:50. Dung sai 10 điểm là 1:560. Lỗi. Bóng ngoài. 30-15. Chào Kiên Nát đi. Út Vũng Tàu đang là người cầm ra bóng. Út Vũng Tàu điểm tại miền Bắc là 8:50, điểm xanh. Đây là trận bán kết 2, Đức Hưng ơi. Một trận đấu bán kết xứng đáng của giải với những vận động viên trình trên 850 diễn đàn Việt Tennis. Lỗi bóng 1. Liên tiếp những cú bắn lưới vào tiến Tasco của Út Vũng Tàu. Chào gấu mẹ. Anh đứng từng ghế mà đằng kia bóng vào. Em muốn anh ngồi cạnh ghế, anh mang cả ghế đi. Liên tiếp những tình huống
có thể nói là toàn phong búa tạ, hai máy bắn bóng ở hai bên thi triển. Bốn mươi ba mươi một trận đấu rất cảm xúc. Rất tiếc. Như vậy là đôi Vũng Tàu Phúc đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Nếu mình tình huống rất này, tiếc em, của cái này, em nhắc anh rất nhiều lần là cái nếu mà mình đã ham ra bắt không nghĩ ở bên ngoài lao bắt là bắt luôn, tự dưng anh bắt anh rụt tay làm cái gì, bao nhiêu nhỉ? Không cần biết 2-0 tỷ số, không biết là bao nhiêu cả, mình tập trung mình đánh đi. Cố lên, cố gắng lên nào. Game đấu thứ 3, Tiến Tesco cầm ra bóng. Bóng ngoài. 0-15. Đây là trận đấu thực sự là thử thách cho đôi Tiến Tesco, bởi vì Út Vũng Tàu như là một cái máy bắn bóng. Nó là máy bắn bóng Út Vũng Tàu. Mười lăm đều. Mời các anh chị em xem và chia sẻ giúp. Mười lăm ba mươi. Rất tiếc cho thắng bỏ. Mười lăm bốn mươi. Chào Khánh Linh. Như vậy là 3-0 cho đôi Út Vũng Tàu Phúc Đà Nẵng. Quả thực bây giờ đôi Tiến Quyết hiện tại thì trận đấu giữa đôi vận động viên Út Vũng Tàu Thế Phúc Đà Nẵng, Thắng Bò và Tiến Tesco đang có tỷ số là 3-0 cho đôi Út Vũng Tàu. Và đây là game đấu thứ tư. Mười lăm giao cho Thế Phúc. Thank you.
cú cài bóng rất hay của Thắng Bò. 15 đều. Thắng đã cài rất nhẹ nhàng vào ngược chiều di chuyển của Út Vũng Tàu. Mười lăm ba mươi. Đây có thể nói là một game đấu quan trọng cho đôi Tiến Tasco và Thắng Bò. Swing volley không được. 30 đều. Tiếp tục một tình huống không chính xác của Thắng Bò. 40-30. Bốn mươi đều. Đây là điểm bóng vang. Thực ra với tình huống vừa rồi thì Thắng Bò đã khéo léo cài bóng. Bóng hơi xa tầm tay của Út Vũng Tàu. Lỗi bóng một. Sẽ là một cú bắn. Bóng ngoài. Như vậy là đôi Thắng Bò Tiến Tasco đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Về cuối chiều thì trời lại bắt đầu nắng. Ở game đấu thứ 5, Thắng Bò cầm ra bóng. Cú penalty rất nặng của Thắng Bò. 15 dao. Tỷ số trận đấu đang là 1-3 và 15 dao cho Thắng Bò. Lỗi kép. Thật là không đúng lúc. 15 đều. Tình huống bóng bung. Mười lăm ba mươi. Tình huống bắn lưới. 30 đều. Rất căng thẳng và hồi hộp. Trận đấu rất hay. Bóng ngoài.
40-30 cho Thắng Bò. Hai lỗi kép liên tiếp của Thắng Bò ở ô giao bóng số 2. Đây là điểm bóng vàng. Bắn hay cho anh. Em vừa phốc. Bắn hay cho anh. Có phốc. Có nhiều phốc. Lại tiếp tục một tình huống bắn lưới. Thắng Bò đang rất là không hài lòng với Tiantasco khi những tình huống bóng ngoài nhưng vẫn hò vợt vào. Như vậy là tỷ số trận đấu được nâng lên 4-1. Sẽ rất khó khăn cho đội Thắng Bò. Rất tiếc hai quả bóng vàng. Không thể đánh được. Chai hồ của gì mà anh tâm lý được. Anh ấy đứng hẹp lại thôi. Đứng một góc các bạn, chỉ đứng một góc đây thôi mà không bắt được nổ gì. Ngay lúc đầu. Anh cái gì nữa? Hai cái manh vàng đều giống cả. Lúc đầu. Chọc trong người mà. Ăn điểm trước rồi mà cái tàng mình mất bóng. Cố gắng em ơi, cố gắng lên. À, vẫn còn cơ hội. 2-4 lại ok mà. Game đấu thứ 6. Út Vũng Tàu giao bóng. Lốp, 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 lốp. Mười lăm giao. Ba mươi giao cho đôi Út Vũng Tàu. Bốn mươi giao. Như vậy là đội Út Phúc đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 5-1. Rất khó khăn cho đội Tiantasco khi để mất hai điểm bóng vàng quan trọng. Mười lăm giao. Ba mươi giao. Ăn game này là có 4 năm. Ba mươi mười lăm.
40-15. Cài bóng rất hay của Thắng Bo. Như vậy là tỷ số được rút ngắn còn 2-5. Hiệp đầu thứ 8, Thế Phúc ra bóng. Mười lăm dao. Tiến tắt cô cần phải có một sự chỉn chu hơn trong những tình huống trả ra bóng của mình. Chỉ cần giữ được nhịp độ trận đấu, giữ được trả được ra bóng thì mới có cơ hội. 15-15. Chỉ cần lốp như vậy thôi là cũng đủ. Ba mươi mười lăm. Mười đều. May mắn của Thắng Bo, bóng lật lưới chạm vào người của Đức Phúc. 30-40. Cơ hội bẻ break cho đôi Thắng Bo. Như vậy là đôi Thắng Bo đã bẻ được một break, rút ngắn tỷ số 3-5. Đây là game ra bóng của Thắng Bo, cơ hội để có thể giữ được game ra bóng này để đưa trận đấu vào tỷ số 4-5, có cơ hội. Ở hai game đấu trước thì là hai tình huống bóng vàng. Máy bắn bóng Út Vũng Tàu. Okay.
vô ăn, bắn vô ăn thôi chịu. 0-30 bắt buộc phải cho đánh sát thủ anh. Bố lại Phúc nha, bố lại Phúc, bố lại Danh, bố lại Phúc, bố lại Phúc. 0-30 bóng ngoài. 15-30 30 đều. Rất tiếc cho Thế Phúc. Tình huống hơi lỏng tay của Thế Phúc. 30 đều. Tỷ số trận đấu đang là 35 và 30 đều. Thắng bò cầm giao bóng. Hai máy bắn bóng. Lợi ngoài. Ba mươi bốn mươi. Cú bóng phê bóng rất hay, thắng bò đã cứu, có thể nói là trong gang tấc, có thể nói là thoát chết trong gang tấc. Điểm bóng vàng, các trận đấu sẽ được giải quyết bóng vàng ở điểm số 40 đều. Riêng trận chung kết thì sẽ bóng vàng, không có bóng vàng mét boy. Và như vậy đã thành công. Thắng bò đã bắn lưới và đã thành công. Như vậy là tỷ số được rút ngắn còn 5-4. Tuy nhiên game thứ game đấu thứ 10 15 giao cho đôi Út Vũng Tàu Thế Phúc. Bóng ngoài. Mười lăm đều.
thôi. Hay thôi. Rất tiếc. 40-15. Tỷ số trận đấu đã là 5-4 và 40-15. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Đội Út Vũng Tàu giành thắng lợi trước đội Thắng Bò Tiến Tasco với tỷ số 6-4. Xin mời các bạn nghỉ ít phút. Chúng ta sẽ trở lại trận đấu.